Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 1. Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng cô đến với các bài tập ở trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 1, ôn tập nâng cao 35 tuần học, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập trong tuần 24, dài hơn, ngắn hơn, tiết 2. Đơn vị đo độ dài, tiết 2. Câu 1. Độ dài bàn học của em dài khoảng 5 sải tay, hay 10 găng tay, hay 5 bước chân và 10cm. Vậy thì chúng ta sẽ xem là số đo nào hợp lý với một chiếc bàn học. À, chính xác, đấy là 10 găng tay nhé. Cô Khoanh đáp án B. Câu 2. Độ dài của chiếc bút chì là... Vậy thì chúng ta cùng xem là chiếc bút chì dài bao nhiêu cm được đo bởi chiếc thước kẻ này. À, nếu như bạn nào không nhìn kỹ thì chúng ta sẽ khoanh ngay vào đáp án là 10cm, đúng chưa ạ? Nhưng mà chiếc bút chì này được đo từ 2cm đến 10cm. À, như vậy thì không thể nào mà bằng 10cm được, đúng chưa ạ? Vậy thì chiếc bút chì này dài bao nhiêu cm đây ạ? À, cô sẽ đếm này. Nếu như đo chính xác, chúng ta sẽ phải đếm từ 0, đúng chưa ạ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy, chiếc bút chì sẽ dài 8cm. Cô Khoanh đáp án D. Đối với bài toán này thì cô còn một cách nữa, đấy chính là sao? Vì là đo từ 2cm đến 10cm, nên cô sẽ lấy từ 10cm trừ đi 2cm này chưa được đo, đúng chưa ạ? 10 trừ 2 cũng vẫn bằng 8. Như vậy, các con có thể làm một trong hai cách đều được nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 3. Phép tính thích hợp là chiều dài của đoàn tàu là... chúng ta cùng quan sát đoàn tàu này. Đoàn tàu này đã được đo ở trên một chiếc thước dài 10cm và đo bắt đầu từ số 1cm đến 8cm. Vậy chiều dài của chiếc tàu sẽ là... Cô có phép tính là 8cm này trừ đi 1cm này là đoạn không được đo. Như vậy, phép tính của cô sẽ là 8 trừ 1 bằng 7. Đơn vị sẽ là cm nhé. Vậy thì phép tính nào thích hợp đây ạ? Cô thấy đáp án B. 8 trừ 1 bằng 7cm. Cô Khoanh vào B nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Chiều dài của cây cao nhất là... Chúng ta quan sát thì nhìn ngay ra cây cao nhất dài là cây này, đúng chưa ạ? Có chiều cao là 58cm. Như vậy cô Khoanh đáp án là D. Câu 5. Số thích hợp điền vào ô trống là... ở đây cô có bức tranh hai chiếc bút chì màu xanh và màu tím. Chiếc bút chì màu xanh thì dài 10cm và chiếc bút chì màu tím thì dài 7cm. Vậy thì chúng ta cần tìm xem là chiếc bút chì màu xanh dài hơn chiếc bút chì màu tím bao nhiêu cm sẽ tương ứng với đoạn này, đúng chưa ạ? Vậy thì để tìm được đoạn này, cô sẽ có phép tính là 10 chứ 7 bằng 3, tương ứng với 3cm nhé. Vậy thì cô sẽ khoanh vào đáp án là C, 3. Chúng mình chuyển sang câu số 6. Câu 6. Số hỏi chấm có bao nhiêu món đồ dài hơn 2cm? Chúng ta cùng quan sát bức tranh này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là dưới bức tranh sẽ có một chiếc thước đo và mỗi một sọc này sẽ tương ứng với 1cm, đúng chưa ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng đo được và tìm xem là những món đồ nào có độ dài hơn 2cm. Có nghĩa là sẽ dài hơn hai vạch này, hai cột vạch, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta nhìn thấy được tiên là chiếc bút chì, đúng chưa ạ? Dài hơn 2cm. Tiếp theo sẽ là chiếc kéo, đúng chưa ạ? Chiếc kéo thì sẽ là 3 phần gạch, vậy là 3cm. Tiếp theo là hộp bút màu. Hộp bút màu sẽ có chiều dài hơn 2cm. Đến đây là 2cm này. Nhưng mà đây dài hơn, như vậy sẽ là hơn 2cm. Vậy cô đếm được 1, 2,
3 món đồ có độ dài hơn 2 cm. Như vậy cô Khoanh vào đáp án là C nhé. Câu 7, số hỏi chấm. Có 2 món đồ có độ dài bao nhiêu cm? Có nghĩa là chúng ta sẽ cần đi tìm 2 món đồ có độ dài bằng nhau, đúng chưa? Và cụ thể là bằng bao nhiêu cm trong 4 độ dài này? Bằng 3 cm hay 4 cm hay là 5 cm và 6 cm? Như vậy chúng ta cùng đi tìm nhé. Trước tiên là 3 cm. Chúng ta quan sát lại bức tranh này. Ở bức tranh sẽ có những đồ vật nào dài bằng 3 cm không nhỉ? Cô thấy là có chiếc kéo, đúng chưa ạ? Vừa nãy chúng ta đã nhìn thấy rồi. Và hộp màu có cùng độ dài là 3 cm. Như vậy thì sẽ là 2 món đồ, đúng chưa ạ? Và có cùng độ dài là 3 cm. Cô sẽ khoanh vào đáp án là B nhé. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo, câu số 8. Số hỏi chấm. Có bao nhiêu món đồ có độ dài lớn hơn độ dài chiếc thước đo độ màu xanh là 3 cm? Chúng ta cùng quan sát bức tranh này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần đi tìm cái thước màu xanh, cô đã nhìn thấy rồi đúng chưa ạ? Và đồ vật nào dài hơn chiếc thước này 3 cm ạ? Chúng ta nhìn thấy ngay, đấy chính là chiếc bút chì, đúng chưa ạ? Chiếc thước kẻ thì chỉ dài 2 cm thôi, nhưng mà chiếc bút chì thì dài đến 5 cm. Như vậy thì cô nói là chiếc bút chì dài hơn chiếc thước kẻ màu xanh là 1 này, 2, 3 cm. Vậy thì chỉ có duy nhất chiếc bút chì. Cô sẽ khoanh vào là một món đồ nhé. Đáp án D. Câu 9. Số hỏi chấm. Độ dài cái kéo dài hơn cái ghim là bao nhiêu cm? Cái kéo thì chúng ta quan sát thấy là bằng 3 cm. Còn cái ghim thì chỉ bằng 1 cm thôi. Vậy dài hơn bao nhiêu cm ạ? Cô có phép tính là 3 trừ 1 và bằng 2 cm. Như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án là A nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 10. Số hỏi chấm. Độ dài gọt bút chì màu hồng ngắn hơn chiếc bút chì là bao nhiêu cm? Vừa nãy chúng ta đã tìm thấy chiếc bút chì có độ dài là 5 cm, đúng chưa ạ? Còn gọt bút chì màu hồng là 1 cm. Như vậy để biết là hai đồ vật này hơn kém nhau bao nhiêu cm? Như vậy để tìm được độ dài của chiếc gọt bút chì ngắn hơn chiếc bút chì bao nhiêu cm, cô có phép tính là 5 trừ 1 bằng 4, tương ứng với 4 cm. Đáp án B nhé. Câu số 11. Độ dài của chiếc bút chì bên. Chúng ta sẽ cần đi tìm độ dài của chiếc bút chì này. Vậy thì như ở trên thì chúng ta sẽ đo được bằng cục tẩy thì sẽ có độ dài là 2 cm này. Chiếc thước màu xanh thì cũng có độ dài là 2 cm và gọt bút chì sẽ là 1 cm. Vậy nếu như độ dài của 3 món đồ này cộng lại bằng độ dài của chiếc bút chì, như vậy cô có phép tính là 2 cộng 2 cộng 1 sẽ bằng độ dài của chiếc bút chì là 5 cm. Cô khoanh đáp án là C nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 12. Độ dài của chiếc bút đỏ hình bên là vậy thì chúng ta sẽ thực hiện tương tự như câu số 11, đúng chưa ạ? Trước tiên chiếc tẩy sẽ có độ dài là 2 cm này. Bút chì chúng ta vừa tìm được là 5 cm, đúng chưa ạ? Và chiếc kim chúng ta quay lại bức tranh để xem là bao nhiêu cm nhé. Chính xác, đấy là 1 cm. Như vậy thì để tìm được độ dài của chiếc bút đỏ này, cô sẽ cộng 2 cộng 5 cộng 1 bằng 8 cm. Cô sẽ khoanh vào đáp án là B, 8 nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 13.
Chiều cao của con hươu cao cổ là, chúng ta cùng quan sát bức tranh này. Con hươu cao cổ thì cao hơn con tê giác là 3 cm. Con tê giác thì cao hơn con vẹt là 5 cm. Và chiều cao của con vẹt là 2 cm trong bức tranh này. Vậy thì để tìm chiều cao của con hươu cao cổ, cô có phép tính là 2 này cộng 5 cộng 3 bằng 10 cm. Như vậy cô khoanh đáp án là D nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 14. Chiều dài của con sâu đỏ là, con sâu đỏ đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ dựa vào chiều dài của con sâu màu xanh dài nhất là 9 cm. Con sâu thứ nhất này dài hơn con sâu thứ hai là 4 cm và dài hơn con sâu màu đỏ là 2 cm. Vậy để tìm chính xác chiều dài của con sâu màu đỏ, cô có phép tính là 9 này trừ đi 4 rồi lại trừ đi 2. Thì khi này độ dài tương ứng sẽ là chiều dài của con sâu màu đỏ. 9 trừ 4 trừ 2 bằng 3, tương ứng với 3 cm. Cô khoanh đáp án là A nhé. Câu số 15. Số hỏi chấm có bao nhiêu món đồ dài hơn 26 cm và ngắn hơn 63 cm? Chúng ta cùng quan sát này. Có rất nhiều món đồ đúng chưa ạ? Vậy thì mỗi món đồ sẽ tương ứng với số đo ở dưới đúng chưa? Món đồ dài hơn 26 cm, ngắn hơn 63 cm, có bao nhiêu món đồ? Chúng ta cùng tìm nhé. Trước tiên là 24 cm quyển sách, tức như vậy là ngắn hơn 26 cm rồi. Như vậy cô loại chiều dài quyển sách ra nhé. Tiếp theo, độ dài của chiếc máy tính là 55 cm. Vậy thì dài hơn 26 cm nhưng vẫn ngắn hơn 63 cm. Cô đếm 1 này. Tiếp theo, 36 cm là món đồ thứ 2 này. 47 cm là món đồ thứ 3. 82 cm lớn hơn 63 cm mất rồi. Như vậy cô đếm được 1, 2, 3 món đồ. Cô khoanh đáp án là C nhé. Có 3 món đồ dài hơn 26 cm và ngắn hơn 63 cm. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các câu hỏi của tuần này rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của tuần tiếp theo nhé.